Cháu nhà ông Trung anh ạ. À, con nhà ông Huyền. Ứng chờ anh không? Hiền. Ứng chờ. Ứng làm gì với? Ứng Trung. Mai là cứ vợ ở trong phòng còn chồng đi ô tô đi tận đâu ấy. Đấy, bóp hả? Thôi anh. Bắt vợ về kiểu gì nữa chẳng mang tiền ra chuộc. Gì giờ chẳng phải chuộc, bao nhiêu chẳng phải chuộc. Chạy! Ổ váy là. Nhìn anh ba đẹp trai không? À, hai đứa. Bạn bà nó đấy. Mọi lần nữa hẳn bảo là bạn ba không? Con chi thật tôi đi sò lúc, sò lúc. Thế em, thế đấy á. Con gái như bọn em sò nó không cho sò. Uầy. Cha bị sò vào bà đó cái nó. Trên nước bài động nó làm giữa sân nó dễ. Qua chó em nó đi vào bà rau bà hiền nó đi ra mình. Thôi mày. Quảnh đừng quảnh đi bà sơ ấy, mày quảnh ghê thế mày quỳ con lấy y bà sơ. Con chó đi ỉa nó vừa nó chửi rồi. Con chó của chú ba lên đi vào bảng rau ấy nó cũng đi ra. Thì bọn trịch trách thì nó quảnh lắm. Đây là cả hai đây. Hai bọn trách thì nó đi đéo nó bị quảnh. Hai ô vuông ấy là để em úp lồng tròn thế nào nó chạy. Bây giờ cho cái lồng tròn thì cái lồng bui kìa, cho hai cái rồi đó. Bọn nào mà sau này lấy vợ lấy chức trách này thì được nhờ này nhưng mà lại boxing đấy mất quyền của đàn ông rồi, còn làm hết quyền, bọn này là sau làm hết quyền, bên chồng làm hết quyền nhưng lại được nhờ nó kiếm tiền, phải không? Ui trời, nhiều quá. Bọn này nó trả lời chức trách này, ba này nó nhiều quá. Chồng mà tù ngô nữa thì thôi. Chồng đi chưa rủ à? Hả bác? Hả? Chú đi chưa rủ à? Đi đâu? Chợ. Nó đi đường qua. Cái này cần gì rủ? Em đội của em nhưng mà em làm vừa đã xong. Vợ chắc anh đang ở cuối xe, cuối cùng của xe mít. Cuối cùng.